Dậy đi anh gặp bộ ăn sáng. Để sớm anh. Đi bộ, gặp bộ. Tranh thủ mọi người ngủ mình đi vào bộ cái cho khỏe đôi chân, khỏe đôi chân thôi. Quá mưa nha mọi người, nó trên nước mình ở đây rồi ta. Cốc luôn. Anh mọi người đó, Star Movie sẽ mình lui cô chú. Hôm nay 129 xịt 1 anh chương trình phường 1 phường 2 thành phố Bình Vũng Tàu. Hôm nay nữa không phường 2 thành phố Bình Vũng Tàu. Mình nhà để đánh xe gà đi ra biển. Ra đường Thùy Vân nha, như Thùy Vân nha mọi người, phải sau Thùy Vân. Mình sẽ đậu xe đây làm đi ra bộ dưới biển.
cái gì à? Cái kích hả? Là cái gì chưa? Cái kích hả? Này nước lên nha mọi người. Ăn sớm nước lên. Sao nó kém người ta không chế đồ môi à? Cái môi nhồi. Môi nhồi chứ. Nghe rõ, được rồi. Được chưa? Rồi, canh đi, đi lên luôn nha. Canh mạnh lên luôn. Đó, đi, đi thẳng dọc vô cái ghê đó đó. Anh nó xéo qua bệnh á. Chuyên kia bố đi chứ. Anh lăn qua. Lên lên lên.
xe luôn rồi. Mày chê với cái bố mày bán hoàng kiên tí. Dạ tôi muốn lại luôn. Sao á, tôi đi về sao lại. Lâu. Đi đâu có dám mà. Chài lưới về đêm hôm qua nha mọi người, anh bắt cá hôm qua xong là họ kéo thuyền lên để thương buôn nó mua. Nước có lên nha mọi người, nước lên mà biển tĩnh mới có động nha mọi người. Đây họ đang kéo ghe lên nha mọi người. Vịt nha mọi người. Đây mới là đó là chân vịt. Này là lái bơi mẹ lái. Có chưa? Chưa có. Thank you.
Cỡ này nó trống nha mọi người. Bây giờ là 6 giờ sáng nha mọi người, ngày 22 tây tháng 6 năm 2022. Thứ tư, ngày 22 tháng 6 năm 2022. 6 giờ sáng. Mình đang đi vào biển thành phố biển Vũng Tàu trên bãi biển.
ngay góc vườn của anh Chu Trinh Thùy Vân nha mọi người. Mọi người đây là quán cháu mực nổi tiếng ở thành phố Vũng Biển, Vũng Tàu, cái góc đường Ban Chu Trinh với Thùy Vân. Đó mọi người, đây là vườn Ban Chu Trinh nha mọi người, cái góc đường Ban Chu Trinh Thùy Vân. Đây là quán cháu mực bán 24/24 luôn, nổi tiếng nhất ở thành phố Biển Vũng Tàu. Như là thập cẩm, là một tô thập cẩm của nó là 70.000. Tô mình ăn rồi. Ăn nó mười mát. Dạo bộ trên bãi biển Vũng Tàu nha mọi người. Mình đang ở đường Thùy Vân. Mình đang đi đến cái xã Xuân Thịnh lấy xe đi ăn sáng. Đây 3D đường Thùy Vân nha mọi người. Xuân Thịnh nha mọi người. Đây 3 đường Thùy Vân. Kéo kéo lại. Nhờ ta ra đó. Không cô cái lời gỡ lại. Mới mua bịch xà bông dầu gội tắm nha mọi người. Nha mọi người, đi xem. Quán Bình Dân. Mình đang uống cà phê nha mọi người. Đó, đi cà phê.
À, có là 75 ngày để đó gồm da vào liên tục phải không chú? Con hỏi kỹ nha. Công nữa. Ờ, à, ok. Đây mình tham quan nha, cúng bái lên thờ trên đảo cho người. Đây là ngày biểu tượng mà khách du lịch, lượng khách du lịch đến đền thờ trận đạo cũng rất là đông. Xe ở Sài Gòn xuống rất là nhiều nha mọi người, địa phương cũng có nữa.
Có 95, 98 không? Có 95, 98 không? 95 hả? 95, 98 gì đó. Này chị Tư, quá mệt à. Còn ơi, được 95, 98 gì đây, muốn xỉu rồi. 97. À, 98 nè con. Trời ơi, 7, 98 quá đẹp luôn. Nhiều. Quất mẹ nó hết cặp này đi. Thiệt à. Thôi. Chưa biết đâu con vô 11 tờ đặc biệt. Chưa bán được cách nào nhé. Hai tờ thôi. À, mấy nhé. Ở trong có khách đông không con? Trong đông. Đông nghẹt luôn. Cũng đi, cũng bán với hên. Cái nhà ông gì? Cũng đó. Kinh doanh mà có điện thoại khỏi bán vé số đi mệt. Bán gì? Khỏi bán vé số thì bán vàng phải không? Bán vàng đi. Đó, bên tiền bà giấu không có điện thoại. Đó. Mua hai tờ vé số thối 108. Giấu bảo vậy bảo kêu không có tiền thối. Chứ giờ nói sao giờ? Bà đứng trước đền thần trận não được bây giờ nó dối á. Hiểu không? Rồi sao? Phạt á, bị phạt á. Nói thật thà. Không? Khôn qua năm dạy có 1 giờ à, biết không? Đừng lừa đảo. Tôi nói rồi nghe. Có một ông bán vé số. Nó lừa khách hàng ấy là bán ngày 18, đéo bán ngày hôm nay. Bị dân chúng đập cho một trận ngay tại chỗ. Bán ngày 18, thay vì bán ngày hôm nay chiều sổ, nó không bán, bán ngày 18 cho người ta. Người ta phát hiện đập nó ngay tại chỗ luôn á. Bán ngày mai hả? Bán sáng nay chiều sổ, bán ngày hôm nay, thay vì bán ngày hôm nay, nó bán ngày 18. Tại số cũ á. Trời ơi. Đủ nó dân chúng, bị đập nát bấy luôn. Sống phải thật tà, bà hiểu không? Có sao nói vậy?